Đây là nội thất của một căn hộ trên khu căn hộ Soda Raden, tòa nhà Soda Raden nằm trong thành phố mới Bình Dương. Đây là khu vực bếp, bếp ga, sân, nhìn rất là hiện đại. Đây là căn hộ hai phòng ngủ, thiết kế theo phong cách hiện đại. Đây là khu vực phòng khách kết hợp với lại là phòng ăn. Và tiếp theo đó là phòng ngủ. Đây là phòng ngủ lớn. Thì đối với thiết kế của Nhật thì diện tích tương đối là khá là nhỏ so với thiết kế của Việt Nam. Vì vậy là chủ nhà phải thiết kế là tủ áo cũng như là kệ tivi kết hợp lại với nhau. Không thì không có cái quá nhiều diện tích để làm rời những cái món đồ nội thất. Và đây chính là nội thất của khu vệ sinh. Căn hộ hai phòng ngủ thì có một vệ sinh chung và vệ sinh riêng. Nhìn rất là hiện đại, gọn gàng và sạch đẹp. Đây là khu vệ sinh của phòng chung, của chung cho cả một căn hộ luôn. Nội thất rất là đẹp. Bên đơn vị thi công của tòa nhà bên Nhật thì thiết kế rất là kỹ và đẹp. Phía ngoài thì có lô gia. Đây là còn phía đây là khi mà mình nhìn từ ở trên căn hộ xuống thì đây là về cảnh quan sân vườn. Đó, và ở Bình Dương thì hiện tại đất đai còn rất là thênh thang, rất là nhiều. Ở đây là vị trí độ cao ở tầng thứ 8 của tòa nhà. Ở trên tòa nhà thì có thiết kế sân vườn mái xanh. Ở đây là quang cảnh của khu trong khu xung quanh khu căn hộ Soda Raden. Còn đất là rộng rất là nhiều. Ở đây là lối vào khu căn hộ. Thì mỗi tầng như vậy thì có khoảng là hơn 10 căn hộ với thiết kế hoàn toàn mỗi căn hộ là hoàn toàn khác nhau. Và để đi vào được khu vực bên trong căn hộ thì chỉ có là chủ nhà có thẻ từ thì mới có thể là vô khu vực phía bên trong. Đây là thang kỹ thuật và có hai thang dành cho chủ nhà. Đây là khu vực thẻ từ chat để đi vô bên trong của khu vực. Và phía để xe thì bên phía công ty làm về dự án này Nhật thì làm nhà xe rất là mát, gió tự nhiên. Và bên ngoài thì trang trí bằng những cái cây xanh dây leo. Nói chung là đứng ở trong cái khu vực này thì mình không có cảm giác là ngợp mà cảm giác rất là mát. Đây là khu mà có rất là nhiều khe lấy sáng và cũng như là trồng khá nhiều cây xanh ở trên đây. Đẹp,
thoáng mát. Và khu vực này cũng là khu vực mà các anh chàng bảo vệ tập trung rất là nhiều ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng like, share và comment để subscribe kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh. Cảm ơn và xin kính chào.